Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình quay cho mọi người xem mình đang dọn vườn này. Bởi vì là cái công việc này nó cũng không có gì để quay nhiều ý. Nên hôm nay mình sẽ kể cho mọi người xem công việc, tại sao mình lại đến với công việc ươm cây giống dâu tây này nhá. Thì ban đầu ý, thì là mình lướt Facebook và thấy một người bạn của mình đăng hình cây dâu tây đang có quả lên. Mình nghĩ ui, sao Việt Nam mình lại trồng được dâu tây nhỉ? Thế là mình mới hỏi bạn mình địa chỉ để mua, thì bạn mình cũng chỉ cho mình. Thì lúc đấy thì là mới lần đầu tiên biết đến cây dâu tây, cũng không biết gì đâu. Thế nên là mua bừa. Thì là mua phải cái cây người ta cũng trồng bầu, cũng có quả rồi, quả non. Thế xong, nhưng mà trồng được vài ngày tự nhiên nó chết, nó cứ chết dần chết mòn. Thế là mình lại tìm cách thì mình mua lại. Mình mua lại thì mình đã tham gia vào những cái hội trồng dâu tây ở trên Facebook. Và mình quen được một chị này, thì chị chia sẻ rất là thật luôn. Thế nên mình đã quyết định là mình mua cây của chị. Thì đấy, sau đấy là bước ngoặt đầu tiên đấy, là mình lần thứ hai mình mua dâu, thì là về thì cây nó vẫn sống và nó không bị chết như lần đầu đó. Thế là từ lúc đấy mình bắt đầu trồng dâu. Xong ban đầu chỉ là trồng chơi bình thường thôi, mình như kiểu là lúc đấy chưa bao giờ làm nông, đâm ra là không biết trồng, không biết gì cả, chỉ biết rằng là mua sẵn về xong mình chăm bón thôi. Thì sau đấy vào mùa hè thì mình kiểu lười không chăm ấy, thì cây nó chết hết. Thế là sau đấy vài tháng thì mình mới tìm cách mình quay trở lại trồng dâu tây. Thì mình đã quyết định là mình mua cây giống về trồng. Lúc đấy là mình mua cây ngó. Thì khi lần này thì mình tìm hiểu kỹ hơn về cách trồng. Mình có lướt trên YouTube ấy, thì mình cũng học qua cách trồng của một anh ở trên YouTube. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cách trồng ấy thấy nó không ổn lắm. Nhưng mà bước ban đầu thì là có tìm hiểu nhé. Tìm hiểu xong bắt đầu trồng theo, nhưng thấy nó cây nó cũng không được tốt. Thế xong mình bắt đầu là mình lên các hội nhóm, mình hỏi, mình tham khảo những anh chị có nhiều kinh nghiệm ấy. Thì cứ mỗi lần, gọi là mỗi lần thất bại thì lại tích thêm được một kinh nghiệm. Thất bại nhiều lần thành ra bây nhiêu giờ nha mọi người. Để được như ngày hôm nay thì là mình đã trải qua rất nhiều lần mất tiền ngu rồi. Thế nên mình muốn chia sẻ cho mọi người không phải trải qua những cái giai đoạn như mình. Thế nên mình đã quyết định là ươm cây giống dâu tây để bán. Thì cái giai đoạn ban đầu ý, thì mình chỉ đơn giản là vì đam mê thôi, thích thì trồng thôi chứ cũng không xác định là bán. Thì sau đấy rất nhiều bạn mình khoe lên Facebook, khoe lên các hội nhóm mà cây dâu mình trồng được, thì rất nhiều bạn hỏi là ui chị ơi, chị có bán giống không, chị mua giống ở đâu? Thì thực sự là lúc đấy là người bán rất là ít người có tâm nha, không phải ai cũng có tâm đâu. Thế nên là mình quyết định là mình bán cho người ta cây giống mình trồng. Thì xong kiểu như là dần dần rồi quá nhiều người hỏi, thì mình quyết định là mình nhập cây về ươm. Thì cái bước ngoặt lớn nhất của mình đấy là mình khi mình kiểu nhập cây mua về mình trồng ấy, thì thật sự là nó là một phương trời mới luôn. Nhiều bạn cứ bảo là cây mô khó trồng ấy, nhưng thực ra cây mô này đối với mình ấy, nó làm cho mình như nào nhỉ, tích được rất là nhiều kinh nghiệm. Nếu mình trồng ngó thì mình không thể nào mà biết được nhiều đến thế để chia sẻ cho mọi người. Đó, thế nên là đấy là lý do vì sao mình khuyên mọi người lên trồng cây mô. Đây, dọn vườn này. Quay được vài phút như thế này thôi. Thực ra mình làm mất nửa ngày nha mọi người. Làm mất nửa ngày đấy. Đây là tua nhanh rất nhiều rồi đấy. Này, trồng dâu này rất là vất vả. Và phải đòi hỏi nhiều kinh nghiệm ấy. Thì trong cái video này ý, thì mình chỉ chia sẻ gọi là giai đoạn ban đầu qua nó như thế thôi. Thì trong các video tiếp theo ấy, thì mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ làm những cái video lồng tiếng như thế này
để kể cho mọi người nghe những câu chuyện về dâu tây nha. Đó, hay sắp đến đoạn cao trào rồi đấy. Đừng có ai mà bảo tôi là mua nón mới nữa nha. Mua nón mới rồi đấy. Trước nón hơi rách thôi mà ai cũng bảo. Thôi bye bye, hẹn mọi người trong các video sau. Bye bye.